Maybe. My people, though. Giờ lấy con hả nằm cho anh chị nè. Bé cho mẹ chế con với. Xin mệt hả? Mấy chơi giờ mệt làm thế lai luôn hả? Người ăn cái gì con làm như ăn cỏ vậy? Cỏ cho đẹp da hả? Bé, bé trai rồi. Đuổi đi. Cái đụng tùy hai cái nhỏ. Nó mới chơi về xong rồi nó mệt rồi. Bây giờ nhanh chút chuẩn bị tắm cho nó. Giờ đây cũng hơi ấm. Phải không con? Phải không? Thêm em đi. Đi tắm nha. Đi tắm nha. Nha. Tu nha. Chào gái. Ây da ơi, nhảy gần liếng tôi à. Ok, thôi vô nhà tắm đi. Em đi. Em đi. Vô nhà con. Đi, vô nhà tắm đi. Vô nhà chơi chúng tôi đi dẫn tắm. Nghe lời lắm á. Cái lè lè cái lưỡi làm cái gì. Mệt phải không? Hai đứa chơi gì mệt phải không? Ok, xong giờ mình tắm ha. Tắm cho hai đứa nha. Ok, ra xa đi, ra xa đi. Đi, ra đi, chờ tôi tắm cho. Đi lên, mẹ đi ra hôm trước đi. Giỡn nữa. Giỡn hoài vậy đó. Em phải nắng đi, giỡn hoài. Thằng nhỏ. Nên mày làm gì á? Thôi không xà mâu quá. Trời ơi, khoái rồi. Thank you.
hai đứa con giỡn la ông sùm đó. Thôi Bambi, giỡn miệng có ớn rồi, con gái gì đâu con miệng ông sùm. Bambi, no. Đúng rồi, kia, lưng kia, đây. Đây đây. Thằng nó mê chơi, nó cái gì cũng chơi được, cái gì nó nhận được là làm một chơi, nó chơi được đó. Thả nó nhục vậy đó. Thằng nó dùng đỏ, nó rớt bể đỏ, cái đất bây giờ. Đó, coi nó đó, nó cứ cầm cái cha tới rủ chơi nó hoài à. Đây, đưa đi, đưa đi, lại đi chợ nè. Nha. Rồi, dỗ quá. Đem lại nữa. Một cái nữa thôi nha. Không cái nữa đâu. Đưa đây. Nè. Shit. Catch it. Đó. Đủ chơi nó hoài, thằng em ơi chơi. Thôi không chơi nữa. Cái gì chúng mày đi về. Chúng mày đi về không chơi đâu. Đi. Con cứ đủ chơi hoài à. Con mê chơi quá. Con đi đằng kia đi. Con đi đằng kia đi vô này. Đi hai đứa đi đằng kia đi. Về vô đằng kia đi. Thôi trời 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 ơi. Không chờ mới đi. Thằng cứ nhỏ bên mình. Hôm nay qua thằng chiếc xe để ngoài móc nó thì nó khỏi bị hết bình. Mùa đông thì bình nó hơi bị hết. Chứ tắm thêm mấy con chó luôn. Con chuyện đi đó mà có không thời gian để mà đi. Nó không chuyện tùm lum hết. Qua thăm con cưng. Qua thăm con gãi cưng. Nhỏ thôi, không lớn, chỉ có 300 khối. Nhưng thầy mình đi được trong á, mình đi chơi chứ mình không có đua chạy, chứ mình không cần phải đi đi lên cái xe lớn phân khối, chứ mình không có nhà nữa. Cái xe bự phải có nhà, có garage mình để nó chắc rác vô nó dễ. Còn xe bự mới chắc được này chắc khó lắm. Mùa chạy được mấy lần bị em cắt hai lần. Ngon, để cái bô này vô, mua cái bô độ vô chạy nó mạnh thôi. Tiếng nó lớn, nó an toàn mình hơn mình chạy sau lưng Smith hơi nó thấy mình nghe tiếng chú ý chứ thôi nó chen lên là mình đuổi cho nó. Mình biết xe hơi nguy hiểm hơn Việt Nam chứ. Cứ để lại chút cho nó bình xe nó đầy nó không có bị hết bình. Mùa đông khoảng chừng tháng, bao hai ba tuần mà mình không làm bệnh nó dễ bị chết. Về chuẩn bị đi chợ nấu đồ ăn. Rồi chuẩn bị mai đi làm nữa. Quay cho coi